Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Tấn Khoa, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay, cẩn trọng biến chứng nguy hiểm bệnh đái tháo đường. Thưa quý vị, số ca đái tháo đường đang tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Bệnh nếu không được kiểm soát tốt sẽ dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, sẽ gây đột quỵ và mù mắt. Đái tháo đường là bệnh chuyển hóa đặc trưng bằng sự gia tăng đường huyết. Tính đến cuối năm 2023 thì Việt Nam ghi nhận khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó 55% số ca xuất hiện biến chứng. Theo thống kê của ngành y tế, tại nước ta, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh. Cụ thể, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch, 24% biến chứng về thận. Bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế, mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân hãy thực hiện các hành vi sức khỏe, lối sống lành mạnh, trong đó chế độ ăn hợp lý, vận động thể lực, xét nghiệm đường máu định kỳ và áp dụng các biện pháp y tế sớm để giảm thiểu, loại trừ các yếu tố nguy cơ từ sớm. Thưa quý vị, tiểu đường được phân thành hai loại gồm type 1 và type 2. Trong đó, tiểu đường type 1 thường gặp ở người trẻ có liên quan đến cơ chế tự miễn gây thiếu hụt insulin, là chất có tác dụng làm giảm đường máu. Tiểu đường type 2 chiếm tỷ lệ chủ yếu và thường liên quan đến đề kháng insulin. Các nghiên cứu cho thấy người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường tỷ lệ biến chứng rất cao, thời gian dẫn đến biến chứng sớm và tiến triển nặng hơn. Những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường có thể gặp như là tổn thương giảm thị lực, tăng huyết áp, tổn thương thần kinh ngoại biên gây tê bì tay chân, tổn thương thận dẫn đến suy thận, xơ vữa mạch máu gây nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và có thể gây tử vong. Vâng, và tại Hà Nội, một bé trai chỉ mới 4 tuổi đã phát hiện mắc bệnh tiểu đường dẫn đến biến chứng hôn mê, đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống. Bé trai chưa phát hiện bệnh lý nào trước đó, nhưng lại bất ngờ sụt cân khoảng 3kg và đi tiểu nhiều vào ban đêm. Ngoài ra, trẻ sốt ho, xuất hiện mệt mỏi, thở nhanh, gắng sức nhiều. Bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng hôn mê. Lượng đường máu tăng lên rất cao, 37mmol trên 1 lít, chỉ số bình thường là 7,8mmol trên 1 lít. Sau khi điều trị tích cực, trẻ tỉnh táo, tự thở, bắt đầu ăn uống được. Theo các bác sĩ, bệnh tiểu đường ở trẻ em hiếm gặp nhưng biến chứng sẽ nặng nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Vâng, không chỉ trẻ em gặp biến chứng mà những người trẻ bị tiểu đường vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng. Và trường hợp một cô gái 22 tuổi, sau hơn 4 tháng phát hiện mắc bệnh tiểu đường, bỗng dưng thấy mắt phải nhìn mờ, được bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể phải mổ thay mới. Lúc đầu, cô gái tưởng mắt bị tăng độ vì đang đeo kính cận, nhưng tình trạng nặng hơn. Ở giữa lòng đen xuất hiện mảng trắng đục. Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, người bệnh được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể mắt phải do biến chứng của tiểu đường, phải phẫu thuật thay thủy tinh thể mới. Người bệnh bị đục thủy tinh thể, biến chứng từ tiểu đường sẽ xuất hiện dấu hiệu mắt nhìn mờ, khó nhìn hoặc mỏi mắt khi tập trung vào một vật nào đó. Biểu hiện hay lóa mắt, nhìn ở ngoài sáng khó hơn khi nhìn ở nơi có bóng râm. Thưa quý vị, có thể thấy giờ đây bệnh đái tháo đường đã ngày càng trẻ hóa ở đa dạng lứa tuổi, từ các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và cả người lớn. Theo công bố từ Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới thì hiện có tới 537 triệu người đang mắc căn bệnh này. Tương ứng với tỷ lệ 10 người độ tuổi từ 20 đến 79 tuổi thì có 1 người mắc phải. Cứ 6 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,1%, tương đương khoảng gần 5 triệu người. Căn bệnh đang tăng nhanh ở nhiều nhóm đối tượng và ngày càng trẻ hóa. Theo các chuyên gia, hiện vẫn còn 62,6% bệnh nhân không được chẩn đoán. Trong khi đó, căn bệnh này đang gây nhiều biến chứng nguy hiểm như là tim mạch, thay đổi chức năng gan thận, suy giảm khả năng nhận thức. Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, làm gia tăng gánh nặng y tế. Mệt mỏi, sút cân nhanh, chàng trai này không hề nghĩ đến căn bệnh đái tháo đường vì anh chỉ mới 32 tuổi. Chỉ khi đi khám, anh mới được bác sĩ kết luận mắc tiểu đường type 2. Đang từ 70 cân sút xuống 50 cân, xong thấy người kiểu yếu quá, mình đi khám. Sau mới biết là bị bệnh đái tháo đường type 2, kiểu là chưa tin được lắm. Chủ quan với sức khỏe của mình nên dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng bệnh nhân này vẫn chưa một lần đi khám. Chỉ khi từ một vết loét nhỏ tại bàn chân dẫn đến hoại tử,
phải cắt cụt ngón chân và có nguy cơ tháo khớp chì, ông mới biết mình bị mắc đái tháo đường nhiều năm nay. Đây cũng là hai bệnh nhân điển hình của bệnh đái tháo đường mà Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận. Hoại tử bàn chân, viêm phổi, viêm bàng quang, tim mạch là những biến chứng nặng nề của căn bệnh này. Đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân trẻ được tiếp nhận tại đây ngày càng tăng. Các cái tỷ lệ bệnh nhân đái đường, đặc biệt là các bệnh nhân đái đường trẻ tuổi thì xuất hiện khá rất là nhiều. Đa phần là những bệnh nhân mà có các cái biến chứng nặng thì thông thường là bệnh nhân bỏ thuốc hoặc là cái sự hiểu biết của bệnh nhân kém. Tỷ lệ mà vận động hàng ngày là trên 60 phút thì là rất ít, rất thấp. Chơi game trên 2 tiếng một ngày hoặc là xem TV, điện thoại cũng trên 2 tiếng thì là như vậy, tỷ lệ này nó rất cao, đến 60-70%. Đây là những cái yếu tố mà có thể nói là góp phần nhất về dư thừa về năng lượng. Cái thứ hai nữa là hầu như không vận động. Đấy là hai yếu tố làm gia tăng cái tỷ lệ thừa cân béo phì từ rất sớm ở tuổi thiếu niên nhi đồng, và đây là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự trẻ hóa của bệnh đái tháo đường ở Việt Nam hiện nay. Đái tháo đường là bệnh mãn tính, phải điều trị lâu dài tới hết đời. Thế nhưng theo các bác sĩ, tỷ lệ mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán là 62,6% và hơn một nửa người trưởng thành chưa bao giờ được xét nghiệm đường huyết để phát hiện bệnh. Để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và tình trạng tiền đái tháo đường, cần xét nghiệm đường huyết định kỳ hàng năm. Vâng thưa quý vị, những năm gần đây, tình trạng trẻ hóa bệnh nhân đái tháo đường ngày càng gia tăng. Nếu như trước đây bệnh thường gặp ở người trên 40 tuổi thì nay đã có nhiều trường hợp bệnh tiểu đường xuất hiện ở độ tuổi từ 25 cho đến 30 tuổi. Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội đang quản lý hơn 2.600 bệnh nhân tiểu đường. 10% trong số đó là bệnh nhân trong độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Hiện nay thì việc trẻ hóa đối với người bệnh tiểu đường cũng đã tăng lên. Cũng thể là do cách sinh hoạt, lối sống cũng như là chế độ ăn dinh dưỡng của người bệnh có thay đổi so với những năm trước. Tại khoa nội tiết Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân này nhập viện do sốt xuất huyết nhưng phát hiện thêm bệnh tiểu đường. Do ăn uống thất thường chị ạ, thế mỗi thế thôi thì nó bị. Với cả là mẹ em ở nhà cũng bị, nên là em bị theo gen di truyền của mẹ em. Bây giờ thì em là nhẹ thì chắc là chỉ uống thuốc thôi. Bây giờ mình cải thiện thì nó sẽ tốt hơn là so với việc là mình lơ là. Trẻ hóa ra là yếu tố tiềm ẩn gen nguy cơ thì mình cũng lại không thể tránh được hoàn toàn. Nhưng mà vấn đề những gia đình mà có thế hệ bố mẹ, họ hàng mắc tiểu đường thì các bạn trẻ chú ý vấn đề ăn uống và tập luyện và kiểm soát định kỳ hàng năm thì để mình phát hiện ra sớm thì mình sẽ chỉnh sớm thì cái nguy cơ biến chứng nó sẽ ít xảy ra hơn. Với dấu hiệu sụt cân nhanh, mệt mỏi, anh Dũng tìm hiểu, đi khám và phát hiện bị bệnh tiểu đường cách đây 2 năm. Mắc tiểu đường ở độ tuổi khá trẻ nên anh cũng ý thức được việc phải tuân thủ điều trị theo y lệnh của bác sĩ. Từ trước mình chỉ nghĩ là tiểu đường ấy cho người già thôi, nhưng mà đến bây giờ hiện tại là cuộc sống phát triển ấy, xã hội phát triển nên nhiều cái nó cũng phát triển theo cả bệnh nữa. Nên lúc mà mình tình cờ mình phát hiện là mình cảm thấy nó có những cái dấu hiệu, xong mình lên Google, YouTube để mình xem, mình bắt đầu mình mới đi kiểm tra mới biết là mình bị tiểu đường. Ở bệnh viện điều trị thì mình ra mình có, tức là có sự hướng của bác sĩ về cả chế độ ăn uống, chế độ thuốc thang này, và cả chế độ luyện tập của mình nữa thì mình đỡ hơn rồi. Tức là mình béo, tức là tăng cân hơn. Chứ nếu mà cũng không có thuốc thang thì có khả năng là sẽ rất là gầy, mệt. Vâng, tiểu đường là bệnh lý mãn tính thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam sau tim mạch và ung thư. Bà Nguyễn Thị Minh, 53 tuổi, đã có 24 năm mắc bệnh đái tháo đường. Bà cho biết bị tiểu đường thai nghén năm 29 tuổi. Tuy nhiên, do chủ quan không theo dõi sức khỏe định kỳ, sau 8 năm, khi có những dấu hiệu nặng, đường huyết tăng cao bà mới điều trị. Hiện, bà đã bị biến chứng sương mù não. Trước đây là năm 29 tuổi, thì là tôi sinh đứa con cuối cùng ấy, là bị tiểu đường thai nghén. Đấy. Nhưng lúc bấy giờ thì chưa có tuân thủ theo yêu cầu hoặc là đi khám chữa của bác sĩ cả, mà chỉ có đi khám là thấy là bác sĩ nói là có tiền bắt đầu là có triệu chứng của tiểu đường thì là cũng cho uống thuốc, thì mình cứ duy trì uống thuốc chứ mình không có tái khám. Nói chung là không hiểu biết. Thế sau này đến lúc mà bị sốt xuất huyết, thế xong rồi xáo trộn tiểu đường thì nó rơi vào tình trạng là hôn mê, là cái năm Covid ấy.
Thì đến bây giờ thì được các bác sĩ ở bệnh viện Đống Đa đây là cứu chữa. Đa số bệnh nhân vào viện thì trong cái tình trạng là cái đường huyết của bệnh nhân là kiểm soát kém. Bệnh nhân vào viện thì thường là đường máu sẽ rất là cao, có rất là nhiều triệu chứng của tăng đường huyết. Và một số trường hợp thì sẽ có những cái biến chứng, ví dụ như là biến chứng về mắt, biến chứng về bàn chân đái tháo đường, hoặc là một số các cái bệnh nhân lại có tai biến mạch máu não. Đấy, hoặc là các cái bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là đau thắt ngực, và có nặng hơn nữa thì có thể là nhồi máu cơ tim. Phát hiện sớm nhưng không tuân thủ điều trị đã gây ra những biến chứng không đáng có. Những trường hợp như vậy không hiếm gặp ở cả người trẻ và người cao tuổi. 75 tuổi, ông Phạm Đắc Thía đã có thời gian mắc tiểu đường 15 năm. 10 năm đầu ông duy trì uống thuốc, ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, ông đã không tuân thủ đều đặn điều trị thuốc và chế độ ăn uống. Do vậy, ông đã bị biến chứng bàn chân, một bên bị cắt ngón chân, gần đây mắt cá chân bị hoại tử. Về nhà bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì cái vết loét nó lại tái diễn và nó lại vi khuẩn và nó lại phát triển và nó gây ra lại viêm nhiễm trùng lại, và bệnh nhân nhập viện nhiều đợt rồi. Đấy, thì cái lần này bệnh nhân lại nhập viện trong tình trạng vừa có nhiễm trùng cái bàn chân đấy, đồng thời với cả một cái viêm phổi khá là nặng, ho ra đờm và tổn thương phổi, có viêm phổi trên phim. Bác sĩ bảo rằng là mình về là nói chung về ăn uống chế độ các thứ đây là mình coi là không được coi ấy lắm, bởi vì là mình không nghe bác sĩ lắm, đâm cuối cùng mình tự mình ăn, đâm cuối cùng nó quá đà, để ăn uống rồi bia rượu rồi các thứ nọ kia, đâm rồi mình biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, việc sớm nhận biết những dấu hiệu bệnh tiểu đường giúp ngăn chặn và phòng tránh nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Sau đây thì Tấn Khoa xin phép đưa ra các triệu chứng chung của bệnh tiểu đường. Các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh đái tháo đường như mau đói, dễ khát nước hơn, sụt cân, đi tiểu thường xuyên, mắt mờ, có những vết loét không lành. Triệu chứng của tiểu đường trong thai kỳ. Hầu hết phụ nữ bị tiểu đường trong thai kỳ không có bất kỳ triệu chứng nào. Tình trạng này thường được phát hiện khi xét nghiệm đường huyết định kỳ, được thực hiện từ tuần thứ 24 đến 28 của tuổi thai. Thưa quý vị, các nghiên cứu cho thấy người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường tỷ lệ biến chứng rất cao, thời gian dẫn đến biến chứng sớm và tiến triển nặng hơn. Sau đây là một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đầu tiên là lối sống ít vận động, thiếu hoạt động về thể chất sẽ góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Kế đến là chế độ ăn uống kém, tiêu thụ thực phẩm giàu calo, chế biến sẵn và có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba là béo phì. Trọng lượng cơ thể dư thừa là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tiểu đường. Tiếp đến là ngủ không đủ giấc. Thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Căng thẳng mãn tính có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở người trẻ. Việc xác định yếu tố này liên quan đến việc nhận biết các dấu hiệu căng thẳng, chẳng hạn như tâm trạng thất thường hoặc thay đổi hành vi. Về yếu tố tiền sản, một số yếu tố trước khi sinh của bệnh tiểu đường, thai kỳ hoặc tình trạng béo phì của bà mẹ khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ. Cuối cùng là huyết áp cao. Bị huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tiền tiểu đường, dưới đây là một số điều mà chúng ta có thể làm để có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Để chủ động phòng ngừa bệnh tiểu đường, chúng ta cần tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ hoặc đạp xe, ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc, chia nhỏ phần ăn và cố gắng giảm cân nếu cá nhân thừa cân hoặc béo phì. Chế độ ăn uống thiếu khoa học, hay ăn các loại đồ ăn nhanh, dầu mỡ, tinh bột, kẹo bánh, đồ ngọt, lười vận động dễ dẫn đến béo phì và làm gia tăng tỷ lệ bệnh tiểu đường. Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng là một nguy cơ của tiểu đường. Nếu bố mẹ mắc tiểu đường hoặc nếu mẹ bầu bị đái tháo đường thai kỳ thì nguy cơ các con bị tiểu đường sẽ cao hơn những đứa trẻ khác. Vâng, phòng bệnh tiểu đường là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Biết cách phòng bệnh tiểu đường sẽ giảm khả năng gây bệnh hoặc là giảm những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Điều quan trọng là mỗi người hãy định kỳ kiểm tra đường huyết và theo dõi sự thay đổi của cơ thể để tránh những biến chứng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Và câu chuyện cẩn trọng biến chứng nguy hiểm bệnh đái tháo đường mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị cũng đã kết thúc thời lượng dành cho chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị khán giả đã có thêm cho mình nhiều thông tin bổ ích và những trải nghiệm thiết thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BTTV1.
Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 để phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.